Thì hiện tại đoàn của công ty Airspeed đang có mặt và sắp sửa chuẩn bị di chuyển cho chuyến company trip 2024 của công ty. Thì đoàn của chúng ta sẽ di chuyển với sự tham gia của gần 300 anh chị công nhân viên ở đây. Thay mặt ban tổ chức thì chúc các anh chị có một chuyến đi tại Cam Ranh thật là vui và có nhiều trải nghiệm thú vị. Hiện tại thì đoàn của Airspeed đang có mặt tại khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế Empire. Đây là một món quà nho nhỏ của công ty sẽ dành tặng cho các anh chị đã cố gắng nỗ lực và đã cống hiến cho công ty Airspeed trong những thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ tham gia team building 2024 của công ty với chủ đề Just for New Challenges. Thông qua cái đợt team building lần này rất là mong cả team chúng ta sẽ có một cái nguồn năng lượng mới đúng như cái slogan chúng ta ha, chuẩn bị tràn năng lượng để chuẩn bị cho một cái chặng đường sắp tới. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em chúng ta rất là nhiều. Chúng ta là chúng ta chơi hồ nào nữ quyền có thuận lợi. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực cũng như là gắn bó vượt qua khó khăn, thử thách thì team building đã công tốt đẹp. Đó cũng là điều công ty cũng rất ghi nhận và hy vọng trong năm tới chúng ta sẽ còn cùng nhau vững tay vượt qua những thử thách mới, thành công hơn và tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Airspeed, Jack for the new challenge. Together we shine. Yeah. Và vâng tin ở những đam mê chung một mái
team building lần này, chúng ta sẽ có cơ hội chạm for the new challenge, sạc pin lại để chuẩn bị cho một cái chặng đường thử thách rất lớn sắp tới.